Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Lâu rồi thì em không cập nhật cái Mitsubishi này, Astra B cộng hay B trừ đây. Em xin lỗi, A cộng hay B trừ đây. Quý anh chị nhìn nhận sedan hai đầu của Mitsu hiện nay như nào? Xe này thì cá nhân em bán và cảm thấy nó khá là đắt hàng khi mà đa phần xe sẽ ký chờ và đặt hàng màu theo xe nhé, không phải lúc nào sẽ sẵn giao mà để quay cho anh chị xem video như này. Đây là phiên bản Astra cao cấp nhất Premium, nâng cấp một chút. Giá niêm yết hiện nay đang là 485 triệu đồng. Chương trình khuyến mại trong tháng đang là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với khoảng 23 triệu đồng theo xe, và tặng kèm thêm một chút phụ kiện tùy chọn thêm cho anh chị nhé, để có cái báo giá và lựa chọn phụ kiện tốt nhất thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đính kèm trên màn hình. Rồi mình đi nhanh qua cái mẫu xe đi, thì nhiều reviewer cũng đã làm rồi. Tuy nhiên thì em cứ nói qua lại cho anh chị nhá. Xe thì ưu điểm của Astra, chúng ta có tiết kiệm nhiên liệu này, kích thước nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo nó là hình dáng của sedan hai đầu. Rồi, chúng ta ngoại thất này, em cứ đi lần lượt nhé. Đèn đi, bóng bi halogen, phản xạ đa hướng. Pha cốt này vẫn là đèn halogen rồi nhé, bóng halogen xi nhan. Đèn sương mù chúng ta được trang bị cũng là đèn xi nhan halogen. Đấy, có đèn sương mù. Định vị LED ban ngày chúng ta cũng được trang bị nhé. Nó hơi vòng vòng, cũng khá đẹp theo cái ngôn ngữ thiết kế như này rồi. Xe Mitsu hiện nay được mạ chrome khá là nhiều, đặc biệt là phần logo và phần chữ X theo cái ngôn ngữ thiết kế bây giờ. Đầu xe chúng ta vẫn có những nét gập nổi, và đặc biệt về phần thân xe có những cái điểm chê hay không chê như này. La răng đặc biệt trên các phiên bản đều rất đẹp, phải nói là rất ấn tượng với thiết kế ngoại thất của những dòng xe Mitsu hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có một nhược điểm là trên phiên bản nâng cấp lần này, cái tay nắm cửa này chắc là hãng muốn để thành định hình xe Astra. Đấy, chúng ta có tay nắm cửa này trông khá giống xe đời trước. Với một chiếc xe hạng B thì B trừ đi, thì em thấy cái này cũng khá ok rồi đấy. Đặc biệt là đuôi xe thì chúng ta có một thiết kế thể thao khá giống với Lancer ngày xưa nhé. Các bác đi Lancer các thứ rồi thì biết. Đấy, đuôi xe vuốt cánh gió thể thao. Đèn thì là đèn halogen. Đấy, em đi nhanh ngoại thất thôi vì thật sự là nó cũng không thay đổi quá nhiều so với phiên bản trước đâu. Nội thất thì thật sự luôn nó là một điểm cộng so với các xe đối thủ. Đây, chúng ta có gương chỉnh điện này, cái này làm đẹp hơn so với mấy chai tông hay là Xpander số sàn rồi. Xe thì được trang bị luôn cả cruise control, và vô lăng này thì vô lăng thiết kế thật sự luôn là thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Em thì rất thích những cái nhựa như này. Đấy, màn hình analog có khởi động bằng nút bấm start stop và đặt bên trái, khá ngược giống với Wigo nhá. Camera lùi, màn hình hiển thị theo xe, điều hòa. Nói chung là với một cái thiết kế như thế này thì nó đảm bảo một cái là dễ dùng và thân thiện với người sử dụng mới. Đa phần anh chị em đi xe Nhật như Vios các thứ là cũng vậy thôi, khá dễ dùng. Khay để đồ thì hơi xa, cá nhân em thấy là Vios sẽ hơi xa. Đó. Và đặc biệt là cái khoang này nó hơi bất cập một tí, là chỗ này chúng ta sẽ có mỗi cái phanh tay thôi, mà bệ thì tay thì một nửa đấy, bệ thì tay bé này một nửa thôi, cũng không hiểu lắm. Cần số tự động đây, sạc tẩu thuốc này. Nói chung là có khá nhiều vị trí thiết kế để đồ. Đây cũng là một vị trí thiết kế để đồ này. Tuy nhiên thì cá nhân em thấy thì nó vẫn là nhựa cơ bản, không quá sang trọng như cái vô lăng nhá, như nó có nhiều cái nhựa đen sáng như vô lăng thì đẹp quá. Xe được trang bị cái da rồi nhá, theo xe.
Đặc biệt chỗ này không có cái mic thu đàm thoại nữa, khá ok. Đây ghế da này, các bác ghế da này. Vừa rồi em để hàng ghế lái khá thoải mái. Với một người 1m8 ngồi, ghế lái vừa chỉnh ok thì hàng ghế thứ hai trên Mitsubishi Astra Premium. Chúng ta có một bệ tì tay và khay để cốc này. Vị trí ngồi chân vẫn còn khá rộng, điển hình của một chiếc xe Nhật, rộng rãi, thoải mái. Hơi tiếc cho xe thì với phân khúc này thì thật sự luôn thì mình cũng không quá đòi hỏi. Tuy nhiên thì không có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai cũng là một nhược điểm, một điểm trừ khá lớn. 485 triệu giá niêm yết, chương trình bán chúng ta bớt khoảng 20 đến 23 triệu đồng cho xe. Mức giá lăn bánh tại địa tỉnh địa phương như Bắc Ninh hiện nay sẽ là hơn 500 triệu một xíu nhé, khoảng 500 hơn 500 một xíu thôi. Để nhận thêm khuyến mại và chương trình giá bán thì quý anh chị vui lòng lại trực tiếp với em qua line đến kèm trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.